mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mẹ ơi, lúc niệm danh hiệu Bồ Tát, trong lòng cảm thấy dễ chịu quá. Nếu như gặp phải nguy hiểm, phải nhớ xin niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát nha.